Xin chào cả nhà, hôm bữa mình có đánh giá chi tiết em đồng hồ định vị trẻ em thông minh thì nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ các bậc phụ huynh. Công nhận là phụ huynh ngày nay rất là đầu tư và quan tâm đến con cái. Mà thực chất thì sau một quá trình sử dụng thực tế sản phẩm đồng hồ định vị trẻ em á, thì cả nhà cũng gặp một số những cái lỗi mà chưa biết cách khắc phục. Vậy nên ngày hôm nay Vi ở đây để giải đáp tất tần tật cho cả nhà luôn nha. Cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì đồng hồ định vị trẻ em là gì và có tính năng như thế nào? Dành cho một số phụ huynh mà chúng ta chưa biết rõ về đồng hồ định vị trẻ em thông minh thì đây chính là một thiết bị được gắn kèm với định vị GPS được thiết kế riêng dành cho trẻ em. Nó cho phép các bậc phụ huynh theo dõi các hoạt động của con em mình thông qua tính năng định vị GPS, gọi điện và cả nhắn tin. Thật ra là trên kênh của tụi mình cũng đã có những cái video đánh giá chi tiết về những cái sản phẩm như thế này rồi. Bên cạnh đó thì gọi điện và nhắn tin giúp cho con em có thể liên lạc với phụ huynh một cách nhanh chóng hơn. Ngoài ra thì còn có theo dõi hoạt động, cho phép phụ huynh theo dõi các hoạt động của con em mình, bao gồm việc theo dõi giấc ngủ này, số bước chân và lượng calo tiêu thụ trong ngày. Không chỉ vậy, sản phẩm này còn có rất là nhiều những cái tiện ích bổ trợ khác để hỗ trợ cho bé cũng như là giúp cho gia đình gần gũi với bé hơn. Thì mình sẽ để link gắn kèm sản phẩm ở bên dưới để chúng ta tiện tham khảo nhé. Đồng hồ định vị trẻ em có kiểm tra số tiền trong tài khoản như là sao 101 thăng, sao 102 thăng hay là một số lệnh khác được hay không? Thực tế thì trên thị trường không phải là chỉ có một loại đồng hồ định vị trẻ em thông minh và loại nào thì cũng sẽ có bàn phím số hết trơn. Tuy nhiên riêng đối với cái sản phẩm mà mình đang cầm trên tay chính là KitKat S88 thì rất tiếc là không thể kiểm tra số tiền trong tài khoản di động của các bé được. Bởi khi bạn soạn lệnh sao 101 thăng, đồng hồ sẽ báo số máy quý khách vừa gọi không đúng. Mình cũng test thử với sao 102 thăng thì cũng không khá hơn là bao khi mà ngay lập tức thông báo cuộc gọi đã kết thúc. Với các lệnh khác của nhà mạng Vina như là sao 111 thăng hay là sao 123 thăng cũng đều cho ra kết quả tương tự. Vậy cho nên có thể kết luận lại là riêng về tính năng này thì sản phẩm KitKat S88 chưa thực sự được tối ưu bằng Smart Hero 20. Tuy nhiên lại có rất là nhiều những cái tiện ích khác mà Smart Hero 20 không có. Vậy cho nên là phụ huynh chúng ta cũng có thể tham khảo thêm và cân nhắc để xem là nên sử dụng sản phẩm nào cho bé. Trường hợp quên tài khoản, lỡ reset hay là dính tài khoản của các chủ trước thì có cách nào để kết nối lại được không? Thật ra thì đối với trường hợp này chúng ta chỉ có một cách khắc phục duy nhất thôi. Đó chính là các bậc phụ huynh, người mà nắm giữ tài khoản quản trị viên thì các bạn cần phải ghé trực tiếp tại cửa hàng Thế Giới Di Động gần nhất để có thể được hỗ trợ lấy lại tài khoản hoặc là gỡ hẳn cái tài khoản đó khỏi đồng hồ luôn. Mà có một lưu ý quan trọng là bạn phải đảm bảo bạn là chủ tài khoản và có xác minh mã số mua hàng để nhân viên có thể chắc chắn đang hỗ trợ đúng chính chủ, tránh cái trường hợp là có ai đó nhặt được rồi mang ra cửa hàng reset lại để sử dụng. Yêu cầu này là để đảm bảo tính bảo mật cũng như là bảo vệ cái thiết bị của chúng ta thôi. Vậy cho nên là hơi khắt khe một chút xíu, chúng ta cũng chịu khó thực hiện để có thể khắc phục được cái lỗi trên nhé. Một đồng hồ có thể kết nối với nhiều điện thoại được hay không? Thực ra thì chúng ta vẫn có thể kết nối nhiều điện thoại với cùng một đồng hồ. Như là các thành viên trong gia đình đều có thể quét mã QR để có thể theo dõi bé như là chính phụ huynh của bé luôn ấy. Và lúc này thì các tài khoản đều có thể trò chuyện với bé trong cái group gia đình. Và kể cả là nghe gọi hay là đề xuất cuộc gọi SOS thì đều uy tín luôn. Tuy nhiên để có thể kết nối thành công thì chúng ta phải có sự giới thiệu cũng như là đồng ý từ quản trị viên và cũng chỉ có thể thiết lập được một quản trị viên duy nhất thôi, nên là nếu muốn chúng ta chỉ có thể ủy quyền quản trị viên cho tài khoản khác. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta thêm thành viên trong mục quản lý gia đình cũng chính là thêm liên hệ vào mục danh bạ cho các bé. Vậy nên là nếu phụ huynh có thắc mắc cách xóa danh bạ thì giải pháp chính là xóa thành viên đó trong mục thành viên gia đình ở trên app nha. Cũng rất là nhiều phụ huynh lăn tăn về cái việc làm sao để xóa cũng như là thiết lập thêm cái danh bạ cho bé thì mình cũng vừa mới giải đáp. Bây giờ cùng đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Vì sao đồng hồ KitKat S88 thường bị tắt nguồn, cách khắc phục là gì? Thực tế thì cũng có khá là nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là đồng hồ định vị trẻ em bị tắt nguồn và mình đã tổng hợp được một số những cái nguyên nhân phổ biến nhất đi kèm với những cái giải pháp để chúng ta có thể khắc phục được. Đầu tiên có thể là do pin yếu, đây là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến việc là đồng hồ KitKat S88 bị tắt nguồn. Khi pin yếu thì đồng hồ sẽ tự động tắt nguồn để tiết kiệm năng lượng. Các bạn có thể sạc đầy pin là lại vẫn dùng bình thường như cũ. Và nguyên nhân thứ hai khá là phổ biến, có thể là do các bạn không đeo lên tay nên là đồng hồ tự động tắt nguồn nhằm tiết kiệm pin hơn. Khi chúng ta cần dùng thì chỉ cần mở nguồn lại là được nha.
Bên cạnh đó thì còn có vấn đề về phần cứng. Nếu như mà đồng hồ định vị thông minh bị vấn đề về phần cứng như là bị ngắt kết nối Wi-Fi, ngắt kết nối với GPS hay là quá nhiều tác vụ đang chạy cùng một lúc thì đồng hồ vẫn có thể bị tắt nguồn. Và nếu như cái trường hợp này xảy ra quá nhiều lần, quá thường xuyên thì tốt nhất là chúng ta nên ghé cửa hàng Thế Giới Di Động gần nhất để có thể được hỗ trợ tốt nhất nhé. AD ơi, chỉ em cách chỉnh giờ trên đồng hồ với. Thường thì một số những cái đồng hồ định vị thông minh khác ở trên thị trường chúng ta vẫn có thể tự động chỉnh giờ được. Tuy nhiên đối với sản phẩm này là KitKat S88 thì nó sẽ tự động đồng bộ hóa với giờ trên điện thoại. Trên em này thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn định dạng giờ 12 hoặc là 24 giờ thôi. Tuy nhiên trong một vài trường hợp lâu quá chúng ta không sử dụng đồng hồ ấy thì nó cũng có thể bị lệch giờ một chút so với thực tế. Thì để khắc phục các bạn chỉ cần kết nối để đồng bộ hóa lại một lần nữa với điện thoại là có thể khắc phục lại như cũ rồi. Nếu như không có SIM 4G thì có định vị được hay không? Thực chất nếu như mà chúng ta không có SIM 4G thì vẫn có thể sử dụng được tính năng định vị trên sản phẩm này bằng cách là kết nối Wi-Fi. Kết nối Wi-Fi cho phép đồng hồ truy cập vào mạng Internet để có thể định vị vị trí hiện tại của đồng hồ. Tuy nhiên, lưu ý rằng là cái việc định vị trên đồng hồ KitKat S88 chỉ có thể chính xác khi mà đồng hồ được kết nối với mạng Internet thông qua Wi-Fi hoặc là SIM 4G. Khi mà không có kết nối mạng ấy, thì đồng hồ chỉ có thể lưu trữ được cái vị trí cuối cùng được cập nhật và không thể cập nhật vị trí mới. Mà thực tế thì khi chúng ta kết nối Wi-Fi cũng sẽ đỡ hao pin hơn rất nhiều so với sử dụng 4G. Vậy nên là khi bé ở trường hoặc là ở nhà, chúng ta có thể chủ động kết nối Wi-Fi để tối ưu hơn cho bé nhé. Còn bây giờ thì cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Cho mình hỏi là khi bé gửi tin nhắn thoại từ đồng hồ và điện thoại chưa mở app thì điện thoại có nhận thông báo cho tin nhắn thoại đó hay không? Và với cuộc gọi FaceTime thì sao? Để giải đáp cho vấn đề này thì mình cũng đã test thử hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là cho ứng dụng chạy nền rồi tắt màn hình điện thoại. Trường hợp thứ hai là thoát luôn ra khỏi ứng dụng. Dù là trường hợp nào thì mình thấy cũng đều có thông báo tin nhắn của bé từ ứng dụng. Còn đối với cuộc gọi, đặc biệt là đối với cuộc gọi FaceTime thì rất tiếc là khi chúng ta chạy nền hay không thì cũng chỉ hiển thị dạng thanh thông báo từ app thôi. Chỉ khi nào chúng ta đang trong giao diện app mới có thể chấp nhận hoặc là từ chối cuộc gọi FaceTime từ bé. Điều này thì còn khá bất tiện một chút và thực ra là hiện tại cũng chưa có cách nào để khắc phục lỗi này cả. Tuy nhiên thì vẫn còn một vài những cái tiện ích khác rất là bổ ích, vậy cho nên là phụ huynh cũng nên cân nhắc đầu tư cho bé ha. Vừa rồi là những lỗi thường gặp về đồng hồ định vị trẻ em cũng như là giải pháp mà mình đã hỗ trợ giải đáp cho mọi người. Mình tin chắc rằng là cả nhà vẫn đang còn một vài những cái câu hỏi thắc mắc mà chưa được ai giải đáp cả. Vậy cho nên là đừng ngần ngại để dưới phần bình luận để mình tiếp tục hỗ trợ giải đáp cho cả nhà nhé. Nếu như bạn thấy thông tin này hữu ích thì hãy bấm ngay vào nút like và subscribe kênh tụi mình. Còn giờ thì goodbye!